Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải dứt khoát phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Cái xét nghiệm kháng nguyên nhanh dùng cho trường hợp nào, Bộ Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Thì tôi đề nghị là các ông chí hết sức lưu ý. Tôi nói ví dụ như là ở những cái khu vực mà khi bắt đầu chúng ta phát hiện ca bệnh, chúng ta khoanh vùng, thì chúng ta phải làm thật nhanh để chúng ta sau đó để chúng ta phong tỏa. Thì cái chỗ đó có thể là chúng ta áp dụng cái kháng nguyên nhanh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu, khi phát hiện ca mắc COVID-19, phải lập tức khoanh vùng gọn nhất có thể. Trong trường hợp chưa đủ thông tin, có thể khoanh vùng rộng. Khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ để thu gọn lại, nhưng thực hiện nghiêm khoanh vùng, tuyệt đối không được lơi lỏng. Cần Thơ, thì tôi đề nghị anh Mạnh, ngoài cái lo cho mình rồi, Cần Thơ phải chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ các tỉnh trong khu vực. Còn nếu mà chúng ta cứ máy móc, lúc nào cũng tỉnh nào lo cho tỉnh đấy mà không có cái sự phối hợp thì nó sẽ không hiệu quả cao. Trên tinh thần giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng tần suất xét nghiệm sàng lọc tại đây, khẩn trương kích hoạt hệ thống theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin người có triệu chứng để đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm, tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm mẫu gộp. Các địa phương sớm có phương án tổ chức lại hệ thống điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, không có triệu chứng hoặc nhẹ, có triệu chứng, bệnh lý nặng, nhằm hạn chế ca bệnh chuyển biến nặng và trường hợp tử vong.